xin chào và chào các bạn đã trở lại với Phân Tích Game, một nơi để tìm hiểu về những chương trình hoạt hình bí ám trong những cung bằng VHS bí ẩn. Như đã biết là trong vài ngày gần đây, tựa game mà chúng ta đã từng phân tích, Amanda The Adventure, vừa cho ra mắt bản update mới 1.3, đồng thời nó cũng cung cấp thêm cho ta các tình tiết mới. Và nếu đây là lần đầu bạn nghe đến trò chơi này, thì có thể xem lại video của mình đã phân tích các bản update trước của trò chơi. Amanda The Adventure là câu chuyện xoay quanh những cụm băng về một chương trình hoạt hình cho trẻ em bị ám với một thực thể bóng tối. Và trong bản update 1.3 lần này, ta sẽ tìm thấy một cụm băng bí ẩn mới. Nhãn phim của nó cũng bị che lại giống như cụm băng bí ẩn trước. Và cụm băng này cho ta tập phim mới kể về việc Amanda cùng Wally đi tìm kho báu tại một vị trí được đánh dấu X. Amanda yêu cầu chúng ta lựa chọn một trong ba dụng cụ được liệt kê để đào kho báu lên. Đột nhiên, Wally trở nên tức giận và chống lại Amanda. Wally yêu cầu chúng ta phải lấy cuộn băng khỏi máy phát và tiêu hủy nó cùng với tất cả những cuộn băng khác bằng mọi cách có thể để không có bất kỳ ai trở thành nạn nhân của chúng. Amanda ở phía sau cũng bắt đầu lộ diện là một quái vật và tấn công Wally. Màn hình bị nhiễu và sau đó ta được xem một đoạn video về một người đàn ông lang thang trong một khu rừng tối. Người này sau đó cầm trên tay cuộn băng bí ẩn cùng với bật lửa nhằm tiêu hủy cuộn băng. Nhưng những giọng nói bắt đầu vang lên xung quanh khiến người này ngừng việc tiêu hủy lại. Đoạn phim sau đó, ta sẽ được nghe người đàn ông này nói chuyện với một người khác qua điện thoại. Anh ta thông báo với người kia rằng đã hủy tất cả những cuộn băng, rồi sau đó cúp máy. Đó là những thay đổi mới trong bài update 1.3 của Amanda The Adventure cho ta các thông tin về một người đàn ông. Sau khi tìm thấy những cuộn băng hoạt hình, anh ta đã có ý định phá hủy nó. Nhưng chưa kịp hủy những cuộn băng thì người này đã bị thực thể bóng tối điều khiển. Tổng hợp lại thông tin đã có từ video trước, chúng ta có lập luận rằng nhân vật mà ta đang nhập vai là một phụ nữ đang tìm hiểu về vụ mất tích của người anh trai, cũng chính là nhân vật Wally trong bộ phim hoạt hình. Có nhiều điểm kỳ lạ trong các phiên bản, từ bản 1.0 đến update 1.2, ta thấy cuộn băng bí ẩn được dán nhãn là Episode Secret. Trong bản update 1.3, cuộn băng bí ẩn được đổi thành Tab Secret. Sự thay đổi kỳ lạ này cho ta cảm giác giống như nhà phát triển đang muốn xác định rằng Tab Secret tại bản 1.3 cũng chính là Episode Secret tại bản 1.0 đến 1.2, và nó đều mang mục đích cung cấp những thông tin bổ sung cho cốt truyện của trò chơi. Một điểm hơi khó hiểu là như ta đã biết, bộ phim hoạt hình bí ám Amanda The Adventure là một chương trình gồm 3 tập, nhưng tại sao trong cảnh người đàn ông chuẩn bị thiêu hủy cuộn băng thì người này chỉ muốn đốt một cuộn băng duy nhất là Tab Secret? Trong đoạn Wally đứng lên chống lại Amanda, cậu ta cũng nói là phải tiêu hủy tất cả những cuộn băng thì mới có thể chấm dứt sự lan truyền của chúng. You take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever, just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Một chi tiết nữa trong trò chơi là nếu để ý khi người đàn ông chuẩn bị tiêu hủy cuộn băng thì thực thể bóng tối bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến ta suy luận rằng có thể cuộn băng bí ẩn này là nguồn gốc của thực thể bóng tối. Phân tích về phần vi hoạt hình mới, nếu để ý trong đoạn Amanda hỏi chúng ta về việc sẽ sử dụng món đồ gì để đào kho báu, ta sẽ được lựa chọn giữa ba món đồ là một cái xà beng, một sợi dây thần và một cái xẻng. Amanda nói rằng họ đã sử dụng xà beng và dây thần trước đó, nên giờ họ chỉ còn lại một công cụ là cái xẻng. I brought a crowbar, a rope and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now we only have the shovel. Dựa theo lời của Amanda, có thể chi tiết cây xà beng là ẩn dụ rằng Amanda trước đó đã dùng xà beng để phá cánh cửa nào đó. Nhưng ta biết, Amanda là thực thể bóng tối có hình dáng khá to lớn và rất vô lý khi một thực thể bóng tối lại phải sử dụng xà beng để phá cửa. Nên có thể chiếc xà beng đã được sử dụng bởi người đàn ông. Anh ta dùng xà beng phá cửa để vào một nơi nào đó, và nếu liên kết điều này với chiếc dây thần, thì có thể trước đó người đàn ông đã sử dụng dây thần để làm một điều gì đó. Như trong đoạn khi Amanda nói đến dây thần, thì âm thanh của bộ phim bị nhiễu khiến ta không biết được dây thần đã được sử dụng cho việc gì. Nhưng nếu để ý thì đây không phải là một đoạn dây thần bình thường. Nó là một đoạn dây thần đã được thắt lại, hoặc nói cách khác, đây là một đoạn dây thòng lọng. Và loại dây này thường dùng để săn bắt hoặc là dùng để treo cổ. Bây giờ hãy đến với câu hỏi là người đàn ông bí ẩn này là ai? Và tại sao ông ta lại đi tìm những cuộn băng để tiêu hủy nó? Manh mối cho điều này nằm tại đoạn cuối, trong cuộc hội thoại giữa người đàn ông với một người khác qua điện thoại. Hello? Yeah, hey, Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just, off the highway. Yeah, not too far. It wasn't that hard. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed, too. They're gone. Every single one.
Yeah, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Yeah, bye. Theo như lời người đàn ông nói, thì anh ta đã hủy tất cả những cuộn băng. Nhưng như ta thấy, thì những cuộn băng vẫn ở đó, và chúng được để trong một cái thùng dán nhãn là nguy hiểm và lời cảnh báo kế bên. Chúng ta không hề có manh mối gì về nhân dạng của giọng nói ở đầu dây bên kia, nhưng điều ta chắc chắn là người này cũng biết về sự tồn tại của những cuộn băng hoạt hình bí ám, và cũng chính nhân vật này đã cung cấp thông tin cho người đàn ông để anh ta có thể tìm thấy những cuộn băng. Đồng thời đây cũng là người đã yêu cầu anh ta tiêu hủy chúng. Một chi tiết đáng chú ý trong đoạn người đàn ông nói chuyện điện thoại, ta sẽ thấy trong thùng băng có một dòng chữ Polaroid và những đường kẻ màu sắc. Thì nếu bạn chưa biết, Polaroid là loại phim thường được sử dụng cho những chiếc instant camera, hay tiếng Việt gọi là máy ảnh chụp lấy ngay. Sự xuất hiện của Polaroid cũng cho ta lập luận rằng người đàn ông này là một phóng viên, và điều đó cũng giải thích cho lý do tại sao anh ta lại nhận tin từ một người khác. Phân tích các chi tiết khó hiểu trong Amanda The Adventure trong tất cả các bản update, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa thì sau khi coi hết các episode, người xem vẫn bị thực tại bóng tối điều khiển tâm trí. Và trong update 1.3, với sự xuất hiện của đoạn phim về phóng viên bí ẩn, nó cho ta giả thuyết rằng những đoạn phim này có vẻ đã xảy ra từ trước cả diễn biến trong Amanda The Adventure. Tổng hợp lại tất cả thông tin, ta có thể sắp xếp lại câu chuyện của Amanda The Adventure về bối cảnh của câu chuyện là vào những năm 1970 tại ngoại ô thành phố Hampton ở Canada. Vẫn là câu chuyện về hai người anh em vô tình xem được bộ phim hoạt hình bị ám, đồng thời chạm mặt với thực thể bóng tối. Người anh trai đã bị bắt vào bộ phim hoạt hình và trở thành nhân vật Wally, trong khi người em gái thì may mắn sống sót. Cô chung cuộn băng bị ám vào một khu vực bí mật. Cảnh sát đã không tìm thấy người anh trai và gia đình đó cũng rời đi nơi khác, để lại một căn nhà hoang. Sau một thời gian dài, một phóng viên trong quá trình tìm hiểu vụ án bí ẩn đã nhận thông tin từ người em gái. Cô ta tiết lộ vị trí của căn nhà hoang cùng với những cuộn băng bị ám và yêu cầu người phóng viên phải tiêu hủy chúng. Người phóng viên đã dùng xà beng để phá cửa kiểm tra căn nhà hoang, đồng thời tìm thấy những cuộn băng, nhưng thực tại bóng tối cũng đã chiếm lấy anh ta. Những cuộn băng sau đó được tìm thấy tại căn hộ của người phóng viên, và cảnh sát cũng tìm ra anh ta đã tự sát bằng cách treo cổ tại đó. Và như thế, những cuộn băng bị ám bắt đầu được chuyển đi khắp nơi, cho đến khi nó được ngụ tại gác xếp của một nhân vật xấu số. Từ đó dẫn đến toàn bộ diễn biến đã xảy ra trong Amanda The Adventure. Và đó là giả thuyết của Phân Tích Game cho các manh mối cốt truyện trong bản update 1.3 của Amanda The Adventure. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên mà làm like, share và theo dõi Phân Tích Game. Mình là Gino, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.